Xin chào mọi người, hôm nay cùng Phú Lê GC tìm hiểu một số trường hợp xây dựng không cần giấy phép. Dưới đây là những trường hợp phổ biến tại nhiều nơi. Thứ nhất là những cái cải tạo nhỏ, các cái công việc cải tạo nhỏ như là sơn tường, thay thế cửa sổ, cửa ra vào mà không thay đổi cấu trúc chính của tòa nhà thì thường không cần yêu cầu giấy xin phép. Thứ hai là công trình xây dựng nhỏ. Công trình nhỏ như là mái che, gara để xe hoặc không có mái, hoặc là xây dựng tạm thời có diện tích dưới một mức quy định có thể không cần giấy xin phép. Thứ ba là sửa chữa nhỏ, sửa chữa bảo trì không ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc là chức năng của tòa nhà như là thay thế các thiết bị gia dụng hoặc là hệ thống điện nước. Thứ tư là công trình ngoài trời nhỏ, các công trình ngoài trời nhỏ như là bể bơi di động, hàng rào thấp hoặc là sân chơi có thể không yêu cầu giấy phép nếu như chúng không ảnh hưởng đến cấu trúc chính hoặc an toàn cộng đồng. Thứ năm là xây dựng trên đất nông nghiệp. Trong một số khu vực, việc xây dựng trên đất nông nghiệp mà không thay đổi đến mục đích sử dụng của đất hoặc không làm ảnh hưởng đến quy hoạch có thể không yêu cầu giấy phép. Thứ sáu là xây dựng tạm thời. Các công trình tạm thời dùng cho mục đích ngắn hạn như là gian hàng tạm hoặc là nhà kho di động có thể không yêu cầu giấy phép. Thứ bảy là công trình theo quy định đặc biệt. Một số quy định của địa phương có thể miễn giấy phép cho các công trình nằm trong khu vực hoặc dự án được phê duyệt đặc biệt như các dự án thuộc chung cư cải tạo đô thị. Tuy nhiên, quy định về giấy phép xây dựng có thể khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào từng quốc gia và địa phương. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các vấn đề về pháp lý, bạn nên kiểm tra với các cơ quan quản lý xây dựng địa phương hoặc tư vấn luật sư về xây dựng trước khi bắt đầu bất kỳ công trình nào. Xin mời mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu cần tư vấn về xây dựng và thi công đóng gói, mọi người hãy liên lạc số điện thoại 0335983011. Phú Lê GC giải đáp mọi vấn đề.